Xin chào các bạn, mời quý vị và các bạn nghe Happy Giao Duyên. Các chị gái Bắc Giang đây. Hai chị gái Lục Ngạn hôm nọ vừa hát vừa cười rất nhiều đây. Ôi Tân Sơn TV đến tận đây vơ. Trông như thanh niên đúng không nhỉ? Áo đẹp thế anh. Chân máy các kiểu cao.
Chào. Vui nhỉ. Đi quay không anh đây, đây anh lấy máy đi anh quay cho một cái. Xong với chồng ở đây nhé. Anh là quý lên đấy quay đi. Anh chồng đây cho. Thank you.
cái ư cho ngà nhà có nói mà từ để mà từ
cũng ngọt. Nhà ba chữ kia là cháu ơi đại ca. Anh cứ ngồi đây để em đi lấy. Cứ ngồi đây đi. Lấy người ta không lấy này. Thank you.
Cô đang bắt không bảo cháu cho muốn quay thôi. Sao
hỏi là bà sao chịu. Ôi giời ơi. Chắc là đây là hả? Thì phải chuyến du lịch tương đối hứng thôi mà. Cảm ơn các anh chị, cảm ơn chú nhá. Đi cho anh vào đây với. Vâng, cảm ơn chị nhá. Chào chị. Còn ra chợ chứ, còn đi hàng con lừa chứ. Không, chắc về thôi. Về sớm thôi làm gì? Đi xe gì? Bây giờ một rưỡi, một rưỡi. Một rưỡi thôi. Vâng, có một rưỡi. Đi cảm ơn con.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xe con nó to vào nó đổ đấy, nó cắn nó dọa thật nhỉ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
anh đi chậm lắm. Con kia nó bảo là về đốt các bạn chú ạ. Rồi thì cứ đi trước đi, không cần chờ đâu mà, anh đi chậm mà. Đập nó mới được phải không? Đập. Yeah.